khi tắm chết thì mẹ con Tám làm gì? Dạ, làm đám ma. Đang kêu tích tịch tinh tăng, ai đem công chúa dưới hang trở về? Tèo, em hãy cho cô biết ai là người chém Trăng Tinh và cứu công chúa. Chém Trăng Tinh, cứu công chúa là siêu nhân Gao. Tào lao, suốt ngày cô bé siêu nhân nhậm nhí không à? Tức là ai? Dạ thưa cô, người chém Trăng Tinh và cứu công chúa là Simbad. Vui vẻ quá. À, chào bác sĩ. Thấy tinh thần hai anh hôm nay rất là vui vẻ. Dạ thì hai đứa tụi em gần phẫu thuật rồi, cho nên là tạo không khí vui vẻ sảng khoái cho nó dễ phẫu thuật các bạn. Đúng như vậy. Ngày hôm nay tôi sẽ phẫu thuật cho cả hai anh. Mày phẫu thuật trước. Yeah, tao được phẫu thuật trước rồi. Yeah. Tôi phẫu thuật cho hai người cùng một lúc. Cùng một lúc là sao bác sĩ? Thì bây giờ tay trái tôi mổ cho anh này, rồi tay phải tôi mổ cho anh. Trời, hai tay hai kiếm luôn hả? Rồi sao không mổ lần lượt từng người vậy bác sĩ? Bởi vì thời gian của tôi rất là bận, hiểu không? Tôi không thể nào để lãng phí thời gian được. Bác sĩ, nhưng mà vấn đề làm vậy có sao không? Các anh phải tin vào khả năng trời phú của tôi chứ. Làm gì vậy? Liếc ông trời. Coi thường phụ nữ hả? À, không phải, tôi coi thường phụ nữ. Nhưng mà làm như vậy thì tôi thấy là vất vả cho bác sĩ quá thôi. Các anh cứ yên tâm, tôi đã quen rồi. Chuẩn bị phẫu thuật nhé, sẽ vất vả cho hai anh đó. Bạn cố gắng lên nha. Alo, có một ca mổ yêu cầu tôi mổ à? Trời ơi, tôi nổi tiếng quá vậy. Được rồi, đem vô mổ luôn đi. Có người thế mạng mình rồi. Đúng rồi, tôi đang có hai ca mổ trong đây nè, sẵn tiện vô đây tôi mổ luôn cho. Rồi. Trời. Đừng có gọi ổng nhiều, tội nghiệp ổng. Các anh phải tin vào khả năng trời phú của tôi chứ. Làm gì vậy? Thâm chết ông trời. Coi thường phụ nữ à? Tôi không phải coi thường phụ nữ, mà cái vấn đề là bác sĩ có hai tay à, mình sao mổ ba người? Hai anh quên là tôi còn cái chân nữa. Làm thiết luôn rồi. Trời ơi. Nữ kia, hồi còn sống ngươi từng phạm những tội lỗi gì? Mà nói cho ta nghe. Và bẩm Diêm Vương, từ khi con tròn 18 tuổi, quanh năm con làm lụng vất vả, đầu thắt mặt tối, sáng thì trồng cây, chăm bón cho cây, rồi đêm thì thêu thùa mai giá. Ôi, đúng là một người phụ nữ đảm đang. Đúng là một người phụ nữ hoàn hảo mà. Con không tiêu xài phung phí, không quần này áo nọ, không shopping, quanh năm con chỉ mặc vài bộ đồ vải thô mà thôi. Đúng là một người phụ nữ, một người con gái là gương mẫu, một người mẫu của các chàng trai bây giờ. Quanh năm suốt tháng chỉ chơi với một vài người bạn thân mà không giao du với bạn bè bên ngoài nhiều. Quá tốt. Con không cà phê, không nhà hàng quán xá sang trọng, không quán bar, không vũ trường. Quá tốt. Một người phụ nữ đảm đang, một người phụ nữ biết tiết kiệm cho gia đình, thì tại sao lại cất sự vậy hả? Bao nhiêu năm nay con chỉ yêu mỗi một mình người yêu của con thôi, mặc dù anh ấy đã mất từ lâu lắm rồi. Trung thủy, một người phụ nữ hiếm có như vậy thì trần gian chắc chắn sẽ không có người thứ hai đâu. Nhưng mà tại sao, nếu như người tốt như vậy
chết là phải được lên thiên đàng chứ. Tại sao phải xuống đây hả? Tại sao vậy? Dạ bởi vì năm 18 tuổi, trời ơi, con đã giết người con yêu. Cho dù con yêu người ấy thật nhiều. Rồi cuối cùng là sao? Dạ bị kết án chung thân tới giờ đó Diêm Dương. Trời đất ơi, từ nãy giờ nó lừa cảm xúc của con đó Diêm Dương. Nó làm con mất công suy nghĩ dễ sợ luôn đó. Lừa gạt cảm xúc người khác. Mày đem tướng tầng 18 chung thân lửa cho tao. Làm gì mà thất thần vậy? Mặt mày vui lên coi. Cái mặt đã xấu rồi mà còn làm mặt buồn nữa. Còn có chuyện gì mày nói tao, có gì tao giải quyết cho. Cái gì cũng phải bình tĩnh mà, hiểu không? Không có gì. Vui lên coi, để mày thất thần vậy. Mày biết là tao có chuyện phải bình tĩnh thì biết không? Bà nội tao cũng không vui nổi nữa. Cầm vô nó bụng rủng hết tay luôn á. Coi chừng bị cướp á nha mày. Quay! Ủa làm gì mặt hai tụi bay thất thần quá vậy? Có gì cũng phải bình tĩnh, phải vui vẻ lên. Có cái gì mà mặt căng thẳng quá vậy? Vụ gì? Vui lên, vui giúp tao nè. Gì vậy? Tao mới lượm được đó. Sao mặt mày thất thần quá vậy? Cái gì cũng phải vui lên. Mày tỉnh lại coi, mày thấy tiền một cái mắt mày sáng rỡ nè. Nước ngoài. Nước ngoài là sao? Tiền nước ngoài không phải tiền nước mình. Thiệt á hả? Thế chữ tiếng Anh không nè. Trời ơi nhiều quá mày ơi, cái tiền này. Ê mày ăn cắp ở đâu vậy? Ê khùng. Tao ăn cắp ở nào? Cái tiền này là nãy tao đi ngoài đường á, vô tình tao lượm được. Thì có hả? Ê, tao nghe mấy thằng ở trong trường học nó nói á, là lụm được của rơi phải trả lại cho người mất á. Mày ngu, mấy thằng trong trường học nó có đi học, còn mình không có đi học. Mình không có đi học, mình cứ lấy mình xài mày ha. Đúng rồi. Bây giờ mình tính cái cách mà mình xài hết số tiền này đi. Thôi, vậy bây giờ mình có tiền rồi, mình sẽ đổi tiền mình đi ăn phở cho đã đời luôn. Thôi ăn phở được á mày, phở ngon, tao thích ăn phở. Vậy mình đi ăn phở đi. Đi. Ê, khoan nã. Gì vậy? Ê, tụi bay nghĩ coi, nếu như mà ai mà rớt cái số tiền lớn như vậy á, thì người ta có buồn không? Có chứ, tao là tao khóc mấy ngày mấy đêm luôn á. Không có, bây giờ mình lấy số tiền này mình trả cho người mất đi. Bây giờ người thì đông quá trời đông luôn, mày biết có ai đâu mình trả. Thì bây giờ dễ lắm, mình viết một cái bảng mình ghi vậy nè: tụi tôi có lụm được một cọc tiền nước ngoài, ai là chủ thì tới nhận đi. Đó. Hay quá, mày làm cái bảng vậy lúc đó ai cũng lại kiếm mình luôn á. Tao nghĩ tốt nhất á là đưa cho chú công an, rồi cho chú công an tự giải quyết. Đúng rồi đó. Vậy đi. Ê, chú công an tới kìa. Thôi chào tụi con. Dạ chào. Làm chú gì thất thần vậy, sao chưa lên phường? Tụi con không ăn cắp đâu. Chú có nói tụi con ăn cắp đâu, lên phường sinh hoạt nhóm, hiểu không? Đi chú. Hả? Tụi con mới lụm được tiền á, chú trả cho người mất giùm tụi con nhân chú. Dạ. Trời ơi, cái gì mà tiền quá. Chú biết ai là chủ, chú trả lại cho người ta đi chú. Chú biết chủ nhân của số tiền này rồi. Trời ơi, sao chú biết của ai hay vậy chú? Chú biết chủ nhân của số tiền này và biết nơi xuất xứ của số tiền này luôn. Ở đâu vậy chú? Ngân hàng địa phủ. Lần này là tụi mình phải quyết lấy cho bằng được con số nghe chưa? Đúng rồi đó. Bây giờ mà tao không có tiền cái bọn giang hồ nó vô nó chém tao mỗi tay luôn á. Đó. Mày còn đỡ. Giang hồ hôm trước nó vừa hù tao xong, nó bảo tao là nếu mày không trả tiền là bỏ vào trong nồi nước lèo để mà nấu hủ tiếu gõ luôn. Tao thề với mày luôn, mày muốn tao sẽ không bao giờ ăn hủ tiếu gõ luôn. Ăn đi, nước ngọt lắm. Ngọt anh nội mày chứ. Thôi đi. Hai cái thằng tao lao đủ chưa? Bây giờ đừng có nói nhiều nữa. Đêm nay là đêm cuối cùng rồi, sống chết cũng phải lấy cho được con số. Quyết tâm đi, không được không về. Yeah. Ai thế?
cho biết quý danh được không? Quý một giò. Về liền. Sao thế? Tao sợ quỷ một giò lắm. Sao lại sợ? Tao sợ nó lắm. Tại sao? Tao hay ăn bún bò có cục giò cho nên tao sợ. Ăn giò heo chứ liên quan đến giò mới. Thấy giò tao sợ hả? Thôi đi, bây giờ đó là mày không mày đi về đi, rồi ngày mai giang hồ nó mới chặt hai cái giò mày còn gớm hơn quỷ một giò nữa. Đừng về, hãy ở lại đây với ta. Ta thích các người lắm. Ông đúng rồi. Bên phải quay. Ông nói ông thiết là thế nào? Là lai đó. Là cái gì? Nếu muốn thích thì cứ share. À là giống như trên Facebook đó hả? Đúng rồi. Mày làm gì đấy? Mày làm gì đây? Thả tim. Mày điên à? Tao đâu có like chim. Thả tim. Qua đây chơi với tao. Qua xin số. Qua đi. Thôi mấy ông qua đây chơi với tụi tôi đi. Dạ đúng rồi, qua mày đây. Điên hả? Tao một giò làm sao tao lết qua được. Tụi bay đứa nào cũng hai giò, qua đây cho nhanh. Qua chứ không ngày mai giang hồ nó chẳng gãy giò mày đấy. Qua đây. Thấy thương quá à. Dạ con chào ông quỷ một giò. Quỷ một giò chào tụi con. Ông ơi cho con hỏi lý do tại sao ông trở thành quỷ một giò thế hả ông? Đua xe. À vậy là con hiểu rồi. Ông tính làm anh hùng xa lộ đúng không? Anh đua xe và trong cái bị giờ xe cán gãy giò đúng không? Không phải, không chịu đội nón bảo hiểm cho nên bị chấn thương sọ nào. Chấn thương sọ não liên quan thì đến cái giò. Đúng rồi. Thì lúc ta chết ta cũng còn nguyên cái giò. Bọn pháp y vô nó kiểm tra thân thể, nó rạch nát thay ta mà nó quên ráp cái giò. Cho nên còn có một cái giò. Trời ơi trời, vậy mà cũng làm được nữa hả trời. Thành quỷ mà làm cái gì không được. Bay không hơn mà từ hồi chết ta buồn lắm. Bọn ma kia nó có hai cái giò. Nó mất hai cái giò được hai cái cánh. Còn ta có một giò nên có một cái cánh. Một ba nào cũng cành niễn nên buồn. Ông ơi thì bây giờ ông cho chúng con xin số đề đi ông. Xin số liền tay. Vâng. 197. 197. Nhưng mà 197 là ý nghĩa gì thế hả? Ngày đám dỗ của ta. Ông và chú 197 này chắc chúng không vậy? Chắc chúng, yên tâm. Ta đã cho số các ngươi rồi thì ta sẽ đi giật số cho các ngươi trúng. Đúng rồi. Tao có nghe má tao nói đó là hả, ma là hay đi giật số đề cho mình lắm, cho nên người ta mà gọi là ma đề đó. Xuống xác 197 đi nha. Xuống xác. Rồi lo về sớm đi nha. Dạ. Rồi để tao lo đi giật số đây. Ông à, cố gắng đi giật số cho chúng con nhanh vậy đâu nhá. Yên tâm. Vâng, con cảm ơn ông rất nhiều luôn. Hy vọng ông lắm luôn đấy. Ê, không ấy mình chạy cho nó lẹ ông ơi. Mày khùng hả? Tao có con giò sao chạy. Cứ yên tâm. Tao sẽ giật được số cho tụi bay. Cảm ơn ông. Ừ. Wow. Ông đi vậy à, chừng nào mới tới ta? Khoảng gì khoảng gì. Chắc mình bao lô 197 như một tháng luôn. Em đi đây nhìn nửa tiếng rồi đó mà mới tới đó à? Mà vẫn thấy vui, vẫn cười vui cơ. Nếu quý vị và các bạn yêu mến nhóm Cả Tưng và muốn theo dõi những clip tiếp theo của nhóm Cả Tưng, hãy bấm like và subscribe nhé. Yeah.